tay da con tay chân rất là khô. Mọi người cả mấy năm nó như vậy rồi. Nhưng mà nó có ngứa không? Nó khô, cái đệ là nó bị khô ở hai bên mắt. À, nó khô tay, nó khô mắt miệng rồi. Dạ. Nó gần như nó nguy yếu rồi. Xong gì rồi, nữa? Dạ, bên này bắt đầu bị đau, đau cái bả vai với lại rồi lưng lại bận nhiều. Lưng cần nó bắt đầu nó đau ngang lưng này. Bây giờ cũng cần hơi đau đau. Giờ cái tay dở lên tới đâu ra? Đau chưa? Đau chưa đau. Ok, giờ chéo cái tay ra sau lưng coi đau chưa? Chéo tay cũng đau phải không? Bây giờ hơi đau thôi. Ờ, ok. Rồi, bây giờ chéo, chéo tay ngang đó, nó đau ngay đầu dây. Đưa cái tay bên đây ngang nè. Rồi, bỏ tay này ra. Bỏ tay bình này ra. Đừng chéo quá nhiều, chéo ngang cái tầm đau của nó thôi. Đau chưa? Đau đây phải không? Ok, rồi chéo này lên ngang đầm đó. Rồi, bỏ tay này ra. Nè. Chỗ nào đau nói. Đau. Đau đây phải không? Dạ. Bên trên có đau không? Không. Đó, đau bên dưới này. Đó. Rồi, bỏ tay này ra, chéo tay này lại xem. Bớt rồi. Ừ, phải đúng là nó bớt rồi. Dạ. Ok. Rồi, chỉnh thứ hai. Chàng ngang cái thái dương này. Chưa phải không? Chưa, nói chưa đâu sao? Giờ nó không lại cho nào đau, nói như nào một đầu. Được. Nè. Có, ổn qua không chưa? Ở đây chân này. Lập được. Đó, một ngày coi gì còn cho chỗ này. Rồi, thử cái tay này. Cái này đau rồi. Ừ, nhưng mà cái nướng còn đau. Chị nhớ tay này. Cái này đau. À, không đau. Ok, cái này đau quá. Tay đỡ đây không đỡ? Ừ. Giờ chỉ cho mỗi ngày về hơn 10 cái chân, 10 cái tay đỡ đây.
Thành thử phải để dây dao nó ngủ là 2-3 tiếng còn cho nó hơi nha.